Tuyển dụng vị trí làm việc đa dạng tại công ty ABC. Y. Về số lượng và các chỉ tiêu, công ty ABC thông báo tuyển dụng cho các vị trí sau. 1. Không một lễ tân nữ, hợp đồng lao động có thời hạn. 2. Không một họa sĩ thiết kế, hợp đồng lao động có thời hạn. 3. Không một quản lý website, hợp đồng lao động có thời hạn. 4. Không hai chuyên viên truyền thông, marketing, tổ chức biểu diễn, hợp đồng lao động có thời hạn. 5. Không bốn kỹ thuật âm thanh, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn. 6. Không bốn kỹ thuật ánh sáng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn. 7. Không một kỹ sư điều khiển hệ thống cơ khí sân khấu, hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 8. Không một kỹ sư vận hành hệ thống trình chiếu, mạng IPTV, intercom, âm thanh thông báo, hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 2. Tiêu chuẩn chung, sao ưu tiên tuyển các ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ. 3. Yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí công tác. 1. Nhân viên lễ tân. 2. Họa sĩ thiết kế. 3. Quản lý website. Mời các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại website của công ty ABC. 5. Kỹ thuật âm thanh. 6. Kỹ thuật ánh sáng. 7. Kỹ sư điều khiển hệ thống cơ khí sân khấu có kinh nghiệm vận hành, điều khiển hệ thống cơ khí sân khấu, tự động hóa và các hình thức khác. 8. Kỹ sư vận hành hệ thống trình chiếu, mạng IPTV, intercom, âm thanh thông báo. IV, lương và chế độ chính sách của người lao động. Chế độ tiền lương, phụ cấp được thực hiện theo các quy định của pháp luật và của Bộ Công an. V. Địa điểm làm việc. Nhà hát Hồ Gươm, số 40-40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Mời các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại website của công ty ABC.